Đồ Cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 29 tháng 5. Em xin gửi đến mọi người một số cây cần bãi gồm có chất liệu là fib và carbon. Có một số cây cán vợt gửi đến mọi người nha. Và shop em là ở bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 0778873789. Lô này là có cần mini, cần iso, cần đặc, cần lưu, cần dây trong, iso khoan nhỏ, súp hai khúc, cán vợt. Và shop em là ở bên quận 7. Mọi người mua cứ nhắn giùm em mã hàng kèm theo số video và ngày ạ. Đầu tiên em sẽ giới thiệu là một số cây fib trước cho mọi người tham khảo. Hàng fib thì giá cũng rất là bình dân ha. Một cặp mini mã số 1 gồm có một cây cần dài 1m65. Cây này là của hãng Green Park. Bát của nó là bát hãng ha. Khoen là khoen đá sứ hãng, có 4 khoen. Ngọn 1.6 ly. Có 5 lóng. Ngọn 1.6 ly, cân nặng là 80g, thu gọn 43cm. Và cây thứ hai là cây Shakespeare. Bát là bát vặn như thế này, tay cầm là bằng gỗ ha. Khoen là không có lồng sứ nha mọi người. Của hãng Shakespeare ha. Chiều dài 1m8. 1m8. Ngọn 2.1 ly, nặng 120g, thu gọn là 38cm. Ngọn này cũng cứng nè. Ngọn này 2.1 ly luôn, cứng chắc tầm 25-30 quá. Rồi cặp số 1 giá 250 cặp này nha mọi người. Phi ship ha, 250 một cặp. Số 2 là một cặp cần ISO trợ máy ha, chất liệu fib ha. Gồm một cây 1m6 của Hàn Quốc và một cây 3m9 fib đỏ của Daiwan. Cây 3m6 là Ocean, lớp Ocean của Hàn Quốc sản xuất, bát Fuji FS6. Chiều dài là 3m6. Đọt 1.8 ly, nặng 160g. Chất liệu là fib nha mọi người. Và cây cần thứ hai là 3m9 đọt số 3. Thu gọn 91cm, 5 lóng, bát Fuji FS7, thương hiệu Daiwan fib đỏ. Cần này ngọn của nó là 1.9 ly, nặng 260g. Rồi cặp này là cặp số 2, giá 350 một cặp. Cặp số 3 là một cặp cần đặc, gồm hai cây 2m4, một cây màu đỏ và một cây màu xanh dương. Cần đặc dài 2m4, bát là bát vặn inox khoen. Tay cầm là bằng gỗ ha. Cần đặc. Cây này ngọn của nó là 2.7 ly, nặng 360g. Khoen là inox không có lồng sứ. 2.7 ly. Cây này thì dạng cần đặc nên là cái đọt nó cũng đàn hồi lắm mọi người. Cây này chắc cứng tầm 2-30 gì thôi. Và cây này cũng 2m4 này đặc luôn nha mọi người. Bát là bát vặn inox nè, tay cầm bằng gỗ, khoen thì cũng không có lồng sứ luôn. Cây này thì ngọn nó là 1.9 ly, nặng 240g. Độ cứng chắc tầm cũng 20 thôi. Cần này còn đẹp nè mọi người, khoen nó là khoen inox ha. Một cặp cần đặc này giá 200.000 một cặp, 2m4. Rồi tiếp theo sẽ giới thiệu đến mọi người là carbon nha mọi người. Lô này là nó có 3 cái mã fib thôi. Em giới thiệu một cặp cần lưu. Cần lưu này là lưu máy đứng nha mọi người. Và chất liệu của nó là carbon. Nó gồm có một cây này là cây của hãng Lucky, Hàn Quốc sản xuất. Chiều dài là 1m8, bát là bát của hãng ha. Tay cầm là bằng mút. Khoen là khoen Fuji nha mọi người. Khoen cần có hơi cũ theo thời gian. Cần này thì ngọn là 2 ly, nặng 100g. Thông số tải của nó đây mọi người. Lưu là 2-18g, lai là 4-12 lb. Và cây 1m8 máy đứng nữa nha mọi người. Cây này là của hãng Alpha, tay cầm bằng mút, bát hãng ha. Cây này của Hàn Quốc sản xuất, dài 1m8, lai là 4-12 lb. Lưu là 1/16 đến 3/8 oz, Lucky Sunday, khoen đá sứ hãng. Ngọn 2 ly, nặng 100g.
Cặp số 4 ha. Cặp này để cho mọi người là 500 ngàn một cặp. Chất liệu là carbon. Tiếp theo là một cây số 5 ạ. Là một cây cắm gốc. Còn cái gốc nha mọi người, cái gốc nó là Fuji 24 nha. Cây cần này là chất liệu là carbon, nhẹ nha mọi người, cầm lên cây cần nhẹ lắm. Khoan là khoan Fuji. Các cái keo ngay cái phần chân khoan là nó có bị bong ra nha mọi người. Về mọi người đi keo lại giúp em nha. Đó, nó có bị hơi bong ra nha. Chất liệu là carbon, có hơi trầy xước sơ thôi. Đọt nó là đọt tháp nè. Bu là bu xích. Ngọn 2 ly nặng 360g. Đọt tháp nha mọi người. Đó, đọt nó đây. Đọt nó thì độ cứng cái này em coi thử. Độ cứng chắc 350 á. Cái này em muốn rõ nó sao, em thấy em thấy nó cũng hơi mềm. Đọt coi thử. Chắc tầm khoảng 50 đổ lại thôi chứ không có cứng cao ha. Rồi, cây cần nhẹ nha mọi người. Cái đọt nó nhẹ, còn cái nguyên đọt và gốc là 360g, số 5. Cây này giá 500 ngàn. Đó, ngay cái phần chỉ này thì chỉ thì còn chắc, keo thì nó hơi bị khô ha, số 5. 500. Số 6 là một cây mini carbon. Chiều dài là 1m8. Queen cần này của hãng Queen Cora 5 lóng made in Korea. Bát Fuji khoan đá sứ. Đọt 1,5 ly. Nặng 100g. Cây này độ cứng nó khoảng 15. Thu gọn là 45cm. Số 6 giá 400 ngàn. Phi ship luôn nha mọi người. Nhỏ gọn. Số 7 cũng là một cây mini carbon. Bát hãng ha. Dài 1m65. Cây này của Trung Quốc sản xuất. Carbon cam bát set. Khoen của này là khoen đá sứ ha mọi người. Đọt 1,7 ly. Nặng 100g. Nặng là 4 nặng 100g và thu gọn là 40,5cm. Khoen đá sứ như thế này. Cây số 7. Rồi cây này giá 300. Bát hãng, khoen hãng, chất liệu carbon. Cây số 8 là một cây cần một khúc. Và lại cần dây trong. Bát là bát hãng ha. Cây này là tem vàng xuất Nhật nè, không rõ hãng. Dài 1m2, độ cứng 40. Một khúc 1m2. Có hơi bị trầy xước ha mọi người. Đó. Cứng 40 ha. Cứng 40. Đọt 2 ly 6, nặng 100g, số 8 250. Số 9 là một cây cần ASO dây trong Shimano tem vàng xuất Nhật. Bát Fuji FS6. Dài là 5m25, đọt 1.5. Cây này sản xuất tại Indonesia. Indo xuất Nhật nha mọi người. Bu xích ha. Đọt 2 ly 9, nặng 220g. 2 ly 9 ha. Phơi trong cũng còn đẹp. Rồi cây này là mã số 9 ha. Giá 600 ngàn. Mã số 10 là một cây cần Daiwa dây trong ASO. Cây này á mọi người, ngay cái phần tay cầm ở đây nè, nó có bị nứt nhẹ ha. Đó, nhìn kỹ mới thấy. Đó, nó có nứt sơ thôi. Nứt nhẹ ở đây thôi mọi người. Nói chung mình câu thì cũng bình thường ha. Vì mọi người thích thì mình đi chỉ chỗ đây. Nứt nhẹ thôi nha mọi người. Đứt 1, 2, 3, hình như 3 đường ha. 3 đường nứt rất là nhẹ, chừng khoảng 2cm thôi. Đó. Một cây cần Daiwa. Có bát là bát Daiwa luôn nha mọi người. ASO 5m2 đọt 3 ha. ASO dây trong HS Interline Rigor. Cây này sản xuất tại Thái nha mọi người. Tem vàng xuất Nhật ha. Luồng bu xích. Đọt số 3. Bu xích luôn. Cây này thì ngọn của nó là 3 ly 1. Nặng 330g. Ở trong còn đẹp nha mọi người. Đọt số 3. Cái xô dây trong mà đọt số 3 thì cũng em thấy ít ha. Thường nó là đọt 1.5. Với lại đọt số 2 là nhiều. Rồi. Cây số 10 giá 550. Số 11 là một cái ISO dây trong. À, em xin lỗi, một cái dây trong rút. Cái này còn có bao nè mọi người. Giả trúc ha, số 11. Bát là bát Fuji. 3m3. Suyumi tem vàng xuất Nhật ha.
luồng bu xích nè mọi người, cái này nó còn cái nút luôn, cái này dòng rút chứ không phải dòng dạng lăn xê, mà em không biết đọt số mấy đây, trên đây nó không để. Đọt 2 ly 2 nặng 180g, có 3 lóng, 3m3 3 lóng ạ. Không biết tụt cứng bao nhiêu đây. Giả trúc số 11 450, 3m3. 12 là một cây súp 3m6, độ cứng 25. Sea Hunter, cái này ngoại hình còn rất đẹp. Bát Fuji FS7 khoan Fuji đá sứ ha. Cây này ngọn nó là 2 ly rưỡi nè mọi người. Có 4 lóng ha. Thơ cần còn đẹp. Số 12 500.000. Số 13 là một cây ISO khoan nhỏ của hãng Sunfish. Sunfish Bát Fuji FS6 Double Carbon. Cây này sản xuất tại Hàn nha mọi người. Tem vàng xuất Nhật ha. Phôi sóng X. Phôi sóng X. Khoan là khoan Fuji. Cây này ngọn của nó là 0,8 ly. Cân nặng là 240g. Mã số 13. Mã số 13 giá là 480.000. Cây này là cây số 13 480.000. Cây số 14 là một cây xô khoan nhỏ, cây này là của hãng Olympic ạ. Bát Fuji FS6. Fuji FS6. Olympic dài 5m4, em đo là 5m2 á mọi người. Quartic Carbon. Spencer. Khoan này là khoan Fuji đá sứ nha mọi người. Cây này thì ngọn của nó là 1,3 ly. Cân nặng là 200g, số 14 ạ. Một cây ISO khoan nhỏ ha. Rồi giá 450 nha mọi người. Phô cần cũng còn đẹp nè mọi người. Khoan Fuji. Số 14 450.000. Số 15 là một cây của Gamma nha mọi người, cây cần ISO khoan nhỏ ha. Cần có hơi bị trầy xước và cũ theo thời gian. Bát là bát Fuji FS7. Carbon Silver. Dài 5m6, đọt số 2. Có cũ theo thời gian. Phôi có hơi cũ theo thời gian. Khoan này là khoan đá sứ ha mọi người. Lóng 2, lóng 3 đây. Các lóng trên đây thì nó cũng không có cũ bao nhiêu, chỉ có cái lóng ngoài cùng thôi. Các lóng ở trên cũng còn đẹp. Đó, đọt của nó là 1 ly 2 nặng 320g. Đọt là đọt tháp nha mọi người. Rồi, một cây cần Gamma ha. Có hơi cũ theo thời gian. Số 15, 500.000, dài 5m6. Số 16 là một cây súp 4m5 Bát Fuji FS7. Cây này của hãng Zotto, Hàn Quốc sản xuất. Khoan của cần này là khoan đá sứ nha mọi người. Khoan cái thì mình cũng gặp lại được ha. Mình bóp cái này mình gặp. Bóp gặp bình thường nha mọi người. Tay mình yếu mình không bóp được. Khoan đá sứ đọt này tới 2 ly 3 ly nặng 430g. Đọt 3 ly thôi. Carbon vân. Phôi cần cũng còn đẹp ha. Đọt 3 ly. Số 16, cây này cứng 30, dài 4m5, 500.000. Số 17 là một cây cần 5m3 ISO khoan nhỏ của hãng Tremas Silver Carbon Bát Fuji FS7. Khoan là khoan đá sứ ha. Cây này thân to, cây này thân của nó là 27 ly, đọt 2 ly. Đọt 2 ly. Rồi cây này thì ngọn của nó là 2 ly, cân nặng của cần là 440g. Số 17, số 17 giá 450. 18 là một cây cần tay. Cây cần tay không rõ thương hiệu. Dài là 4m2 ạ. Vân là vân giả trúc. Cần carbon nha mọi người. Carbon giả trúc. Ngọn là 0,9 ly nặng 100g. 0,9 ly thôi.
em coi lưỡi cứng tầm mấy hát ha. Vân giả trúc số 18. Cần này á mọi người cũng có hơi võng nhẹ ha, chắc cứng tầm 2 hát rưỡi thôi. Những cây cần này thì câu cảm giác, câu cá chừng vài ký thì mình dìu ha. Rồi cây này là cây số 18, 480.000. Cây số 19 là một cây Ryobi Super Carbon Test, tem vàng xuất Nhật. Cây này 4m8, đọt 0,7 ly, nặng 110g, 0,7 ly thôi. Phơi bên trong cũng đẹp á mọi người. Cây này để em coi tầm mấy hát. 4m8, cây này chắc cũng tầm 2 hát rưỡi thôi, cũng có bị võng cần. Số 19, 600.000. Hai mươi là một cây cần tay nữa nha mọi người. Cây cần tay của hãng Daiwa Chim Cò, dài 7m. Daiwa thân nhỏ thôi mọi người, thân này cũng 21,5 ly thôi, nặng 280g. Ở đây nó có bị xước nha mọi người, bị xước chứ không có bị nứt ha. Đây, đọt của cần này là 1 ly 4. Một phẩy bốn ly, có hơi chảy xước nhẹ xíu thôi nha mọi người. Rồi cây này là mã số 20, 650.000, nặng 280g thì cũng nhẹ thôi. 21 là một cây 2 khúc 2 ngọn, 2m7, made in Hàn Quốc. Bát là bát Fuji 22, dài 2m7, super quay. Cây này là của hãng Alpha, đọt là đọt tháp và khoen là khoen Fuji dạ quang, bu Fuji dạ quang luôn. Đọt tháp 2 đọt, 1 đọt 1 ly 9. Đọt 1 ly 9 nha mọi người. Đọt 1 ly 9 độ cứng cây này tầm khoảng 30 thôi, đọt 1 ly 9 nha. Và đọt 2 ly 2. 2 ly 2 cứng tầm 50 thôi. Cây này độ cứng cũng không cao. Cân nặng là 310g, số 21. Cây này là giá 550 ạ. Số 21, 2m7, 550, 2 đọt luôn. Tiếp theo là số 22. 22 là một cây dây trong. Dây trong của hãng Shimano Accord rồi mọi người. Cái này nó còn cái dây mà có một cái dây nè thôi. Hai dây mà còn có một dây thôi. Bát Fuji, chiều dài là 2m7 nha mọi người. Dòng Accord Yarika, tem vàng xuất Nhật. Cái này thì nó không có để nước sản xuất. Cái này không rõ độ cứng ha. Đây, 52m7, không biết số 5 là ý nghĩa gì. Cần đây là đâu phải cần ISO ta. Cái này khúc mà sao lại số 5 em không biết mọi người ơi. Cái thông số này nó em hiểu ha. Số 5. Thường thì những cái dây cần khúc này thì nó là hàng chục, mà sao cái này số 5 thôi. Mà cũng cứng mà đâu có mềm lắm đâu. Đó, em cũng không rõ nữa. Số 22, nặng 280g, 550 cây này nha mọi người. Dài 2m7 ha. 2m7, 550. Tiếp theo là một chơi dây trong nữa nha mọi người. 23 là dây trong Daiwa Hodelock rút. Cây này là khúc 3 khúc, 3 khúc bát hãng Daiwa, dài 3m2, cứng 50. Cây này là có cốt nô luôn nha mọi người. Cây này sản xuất tại Đài Loan, tem vàng xuất Nhật ha. Luồng gu xích hết nha mọi người. 2 ly 3, đọt 2 ly 3. Cân nặng là 380g, số 23. Cây này giá 550. Cân còn đẹp ha. 23
24 là một cây cần 3 khúc 3m1, độ cứng 30. Cây này nó niêm yết 21.000 yên. Nếu mà mình mua giá mới á mọi người, giá xuất xưởng là hơn 4 triệu luôn. Thu gọn là 124 cm, nặng 310 g, đọt. Cây này thì là đọt nó là 2 ly 3 hay là cái đem từ, tại vì cái dây trong nó có 3 thông số đo lận, đo đọt rồi đo cái bu nữa. 2 ly 3, à cái này chắc 2 ly 3 nè. Đặt cái cần nó đây mọi người. Cái này là đọt nó là 2 ly 3 nha mọi người. Đọt 2 ly 3. Gốc là 21,5 ly. 1 ly 4 là hình như là cái ngay cái bu ở đây. Biết 1 ly 4 là nó đo chỗ nào. Chứ đọt này là đọt 2 ly 3 nha mọi người. Đây, thành phần carbon của cần này thì nó có 37 thôi, 37%. Còn 63% nó là sợi thủy tinh nha mọi người, luồng bô xích ha, xuất Nhật, số 4 là xuất Nhật, Đài Loan xuất Nhật, cây này là sản xuất tại Đài Loan. Đây. Dạng cắm gốc như thế này, đây là cái gốc nó mọi người. Đây qua, bát đây qua luôn. HX đây, 3m1, độ cứng 30. Cần còn rất đẹp ha. Full bao bì luôn. Còn nguyên cái bao mới luôn. Số 24 nha mọi người, 600.000. 600.000. Free ship luôn. Còn cái bao rất là mới ha. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu là hai cái cán vợt. Hai cái cán vợt là có mặt vợt. Giới thiệu cái cán vợt 25 trước cho mọi người là một cái cán vợt có mặt vợt luôn ha. Mặt vợt này là mặt vợt mình có thể gấp gọn lại được. Đó, gấp gọn lại. Có cái bao luôn. Chiều dài là 5m4. Có mặt vợt luôn là 5m4, không có mặt vợt là 5m. Có tay mang. Nặng 560 g. Này cũng cứng á mọi người. Cái này cũng cứng ha. Đây phơi nó đây. Rồi. Mã 25 giá 550 ạ. 26 là một cái cán vợt mini 2m4 made in China, nhưng mà cây này là của hãng Major Rap Landing Shape Compact Hunting. Cây này cái mặt vợt này gấp được. Mặt vợt này là mình gấp được nha mọi người. Đó, em cái này mình ráp vào thôi. Ráp vào, còn nếu mà mọi người gấp thì gọn gàng thôi. Gấp đâu là được ha. Gấp lại nó cũng giống như cái mặt vợt 26 vậy á. Thu gọn là 78 cm, là em tính là có cái mặt vợt luôn ha. Đó, từ đây, từ cái gốc lên tới mặt vợt là có 78 cm thôi ha. Rồi. Rất là gọn gàng luôn đây. Có hơi trầy xước nha mọi người. Chất liệu carbon nha mọi người, cán vợt carbon. Rồi, số 126 này giá là 400.000 ạ. Rồi mọi người mua thì nhắn giùm em mã hàng nha, kèm theo số video và ngày video. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người ạ.